Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Trưởng Thành Audio sẽ review và giới thiệu đến tất cả các bạn mọi cái đặc điểm tính năng của cái dòng micro cao cấp BioVer các bạn nhé. Trước mặt chúng ta đây chính là cái bộ đầu thu và hai tay micro BioVer cao cấp. Các bạn nhìn này, bên tay trái là logo thương hiệu này. Ở cái dòng sản phẩm này thì có rất là nhiều cái tính năng mới nổi bật. Cái dài bước sóng hoạt động nó hoạt động trong cái ngưỡng sóng là từ 640 đến 690 MHz các bạn nha. Bên tay trái là các bạn nhìn này, đây là cái nút power, nút nguồn. Tiếp theo đó là các nút tính năng để chúng ta set tần số. Bên trái là nút giảm, bên phải nút tăng này. Và đây là chỉnh volume của các kênh mic riêng biệt, mic A và mic B. Đặc biệt là ở cái phần tay micro này các bạn nhé. Tay micro này thì có rất là nhiều tính năng rất là hay. Đặc biệt là khi chúng ta không hát ấy, chúng ta để xuống khoảng 5 giây nó sẽ tự động ngắt. Các bạn nhìn này, đây là cái dâu để bắt sóng. Và có bao nhiêu đây các bạn nhìn này, một cổng input output ra này, hai cổng output ra. Đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn nha, của công ty BioVer luôn. Các bạn có thể dùng phần mềm mã code, các bạn quét có thể ra luôn. Công ty BioVer là một trong những công ty lớn hàng đầu châu Á, chuyên về sản xuất micro các bạn nhé. Rất là đẹp. Đây là một cái chất liệu nước sơn. Vỏ là kim loại các bạn nhé, vỏ kim loại này, bằng thép không gỉ. Sơn này là một cái lớp sơn tĩnh điện. Màu thì chúng ta nhìn màu sắc này, màu này là màu thuộc dạng màu ghi đẫm màu, nhìn rất là sang trọng này, kết hợp với lại cái chống lan bằng nhựa. Đây là phần lưới của micro. Có một cái chi tiết này mình cảm thấy rất là đẹp các bạn nhé. Cái phần nó thêm cái viền màu hồng tím này, màu hồng, nhìn cảm giác cái mic của chúng ta sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Đây, hai tay mic này các bạn. Đặc biệt là ở tất cả các dòng micro ấy, thì thường là sẽ chia ra làm hai tay mic. Một tay mic sẽ có giọng là giọng giọng thanh, tiếng sẽ cao hơn. Và một tay mic giọng sẽ trầm, ấm. Thì tùy và sẽ phù hợp vào mỗi giọng hát của từng người. Đặc biệt là với giọng nam ấy, thì đa số là giọng nam là trầm là nhiều hơn là giọng nam cao. Để liên hệ mua sản phẩm có giá tốt nhất thì các bạn có thể truy cập vào website của Trưởng Thành Audio www.trưởngthanhaudio.com, hoặc các bạn có thể liên hệ qua hotline của chúng tôi, sẽ được các bạn kỹ thuật viên tư vấn miễn phí cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.